Hello, xin chào toàn thể mọi người nhé. Thì hôm nay có về một cái cây bếp mới là cái cây bếp Sky 51. Thì bây giờ mình sẽ đập hộp cho mọi người xem nhé, mới tinh luôn. Để đập hộp cho mọi người xem nhé, xem trong này nó có những gì nhé. Con Sky 51 này thì tháng 6 khuyến mãi nhé mọi người nhé. Con Sky 41 thì tháng này, ngày 25 tháng 5 thì con Sky 41 là khuyến mãi nhé mọi người nhé. Đây, mở ra. Đây đầu tiên này, có cái đế này mọi người. Có cái đế nhá, mình bỏ ra đây nhá. Đây, bỏ ra đây cho mọi người xem. Chắc chắn là phải dùng một cái kìm rồi. Đây, xốp à. Xốp. Cái này là cái chống sốc nha. Đây, đây con cờ Sky 51 đây nha mọi người nha. To, to ngang với người luôn này. To kinh khủng luôn, nặng kinh khủng luôn. Chỗ này bằng đồng nha, chỗ này cũng bằng đồng nha. Giống con Sky 41 nhưng mà nó to hơn. Cái này cổ là cổ 50, cổ 51. Đó, có cái cần này chỉnh lên chỉnh xuống được này. Tôi bỏ ra đây nha. Xem vào trong này còn những cái gì nhé mọi người nhé. Nè, đây là một cái bộ ốc. Bộ ốc thì chắc là để xoáy cái chân này vào cái đế đó nè. À, đây là một miếng cao su. Một miếng cao su chắc này để nót vào cái này, để cho vào cái chân kia đó. À, đây có tổng thể là ba cái, thêm ba cái nút nữa. À, nút 16, 18 và 20. Có 3 nút. À, có thêm một cái này nữa. Cái này là cái để vặn cái này chăng? Không biết là vặn cái nào nữa. Cái này không biết để làm gì. Còn cái kìm mình bỏ ra đây là để mình vặn con ốc này nhá. À, cái cần đây. À, trong hộp nó hết rồi. Đây nhá, hết sạch rồi. Đây, hết. Rồi, ok. Ok, để mình lắp cái này, để em lắp cái này cho mọi người coi nhá. Thì phải cho nó nặng lắm. Cái này, ui dồi, cái này chắc phải đến cả này. Ui dồi, nặng. Cái này chắc phải 6-7 kg ạ. Nặng lắm, để thử lắp xong rồi đi cân xem nào. Đấy nhá, đầu tiên là phải lắp cái miếng cao su này vô ở giữa này. Rồi mình cho cái này lên này. Cho cái đĩa lên này. Rồi. Đây, mình cần lấy con ốc này ra để mình xoáy. Cái ốc này phải có nong đền nhá. Bỏ. À, trong cái bọc này nó có một con nong đền. Xoáy là mình phải xoáy một con nong đền đền bệt này. Với lại một con nong đền nong đền đây. Đây. Một con nong đền này. À, một con ong đền này, hai con ong đền này khác nhau nhé. Để thử lắp một cái trước, cho cái này thì xem nào. Cái này rất là nặng luôn, đất con này rất là nặng luôn mọi người ạ. Yeah. Cho cái nong đền này vô. Đấy, nó phải có một con nong đền này, không biết gọi là con nong đền gì nữa, để lắp để cho nó chặt. Chứ nếu mà mình lắp hai con nong đền kia thì nó không chặt. Đây. Con này thì có khuyến mãi của tháng 6 nha mọi người nhá. Cái này mình phải cho cái miếng bê tông này, mình phải căn cái miếng bê tông này nó nằm ở giữa này. À quên. Không phải là miếng bê tông mà là miếng cao su. Cho cái miếng cao su ấy nằm ở giữa. À.
Cái này khi mà mình mang về mình phải ráp trước nhé các bác nhé, ráp trước để mình mới có thể xài được. Ráp thì mình mới có cái chân này này, bắt đầu mình mới lắp được vào cái ống phi 60 nhé các bác nhé. Tại vì mình không lắp cái này thì không lắp được vào cái ống phi 60 thì không tưới được. Cái này thì người ta đi theo hết rồi, người ta đưa hết cho mình lắp rồi. Cái này nó khá là nặng luôn mọi người ạ. Cái này nắp nắp cả vào chắc phải đến cả 7-8 kg cơ. Nặng lắm. Cái này thì để hôm sau thì em sẽ đem ra con này em test cho các bác coi nhá. Hôm nay thì em đập hộp cho các bác xem là con này có gồm có những gì nhá. Đấy. Đó. Để em lắp cái đế chân cho các bác xem. Cái đế cao su này chúng ta phải chỉnh cho nó chuẩn và thì nó mới dễ lắp. Đó. Đó. Rồi ok. Đấy, xong một cái bếp này nó như thế này nha các bác nhá. Đây. Thì cái này em mang cái cờ lê ở đây để em phặn cái này cho nó chặt này. Đó thì các bác mà muốn lắp cái thì các bác phần cân ốc này nó chặt vào thôi. Thì cái này là có cái chỉnh góc này. Chỉnh góc thì y như cái con Sky 41. Này nó không tự quay được ta. Cái này nó không tự quay được. Đây cái này nó y như con Sky 41 luôn. Đây cái đĩa này thì nó úp xuống này các bác này. Đĩa này nó úp xuống. Nó cũng có cái cần xẻ nước này, thỉnh thoảng xẻ này. Thỉnh thoảng xẻ nước. Cái này đang là phận chặt quá. Thì khi nào cái đĩa này nó quay này, khi nào nước vô ấy thì nó trúng vào. Khi nước đây, để mang gần cho các bác coi nhá. Khi nước vô ấy thì nước nó sẽ dẫn vào đây. Thì nó quay là cái bánh quay này, xe này nó quay. Quay thì khi mà chúng ta gạt cái chỉnh góc lên á thì cái cần này này nó gạt sang bên này thì cái đầu nó sẽ quay ngược lại đây nhá. Cái này nó có phần chỉnh góc này. Có hai cái chỉnh góc này, kéo ra cái vô chỉnh góc này, cổ này cổ lên 60 các bác nhé. Đây cực kỳ là khủng luôn, đây cực kỳ khủng luôn các bác nhá. Đấy, cái chỗ này nó bằng đồng này các bác này. Đó, cái cần này thì nó có thể chỉnh gật gù được này. Đây này, đó, cái cần này có thể chỉnh gật gù được tùy ý chúng ta muốn nhé. Nhưng mà chúng ta chỉnh chuẩn rồi thì khi mà cái bánh răng này nó quay á, đây này, khi mà cái bánh răng này nó quay á, bánh răng này nó quay, nó chuyển động xuống số thôi và sẽ làm cho cái con táng chỗ này nó xoay thì nó sẽ đẩy cái cần nước lên này, đây nó sẽ đẩy này, thì nó sẽ xẻ vào tia nước để xẻ cho những cái cây gần nhé các bác nhé. Đó thì nó cũng giống như con Sky 41 thôi, thì nó to hơn, đồ sộ hơn, nặng hơn. Ui, con này chắc phải cứ tầm 7 kg quá. Đây, em khỏe mà tay gồng cỡ này mới được thôi. Nặng quá. Ok, còn cái này à? Cái này không biết làm gì ta. Cái này không biết làm gì ta. Này, để làm gì ta? Cái này em không biết là để làm gì đấy. Chưa biết công dụng của cái này các bạn. Còn để em thay nút cho các bác coi nhá. Thay cái đầu của nó nặng lắm, nhưng cái đĩa của này thì đĩa nó úp xuống, nó khác cái con đĩa Sky 41. Đây cổ ren đây các bác nhá, thì ở trong này nó có những cái rãnh xẻ nước này. Đây đem gần cho các bác xem này. Đây nhá, ở trong này có những cái rãnh xẻ nước nha các bác nhá. Đây này, đây, có những rãnh xẻ nước.
Đó. Thì bây giờ mình thay cái nút đây là cái đầu đầu 14 này, đầu 16 và đầu 18. Thì mình thay cái đầu 16 vô đi. Đây, thay đầu 16 rồi. Thay cái đầu này cực kỳ dễ luôn. Chúng ta cứ nhẹ nhàng xoáy khỏi nó không may nó trực lên nha các bác nhá. Trực lên là hỏng luôn đó. Nói chung là hỏng thì không hỏng đâu, tại vì cái này nó ven nó dài mà. Ui, em xoáy trực lên thì sao mà. Thì các bác hãy nhấn theo dõi kênh YouTube Thiết bị tưới Gia Nông để tháng sau thì em sẽ đem cây này em ra em review cho các bác xem nhá. À quên, clip sau thì em sẽ đem cây này ra em review cho các bác xem nhá. Và cây này thì tháng sau có khuyến mãi nhé các bác nhá. Các bác cứ hãy nhớ đăng ký và bấm vào nút đăng ký kênh Thiết bị tưới Gia Nông để tham gia để theo dõi những các chương trình khuyến mãi nhá. Ủa, cái này lắp bị sao rồi ta? Cái này em lắp nó chưa được chuẩn. Cái này và cái này chúng ta phặn vô thì chúng ta phải phặn cẩn thận nhé, thì từ từ phặn thôi. Rồi khi nào phặn hết ren thì nó như thế này nhé các bác nhá. Đây này, nó hết ren luôn này. Phặn chặt vô nó hết ren luôn này. Đó. Thì khi mà nước nó lên ấy, thì nó kéo cái cành lên này. Cần đến nó xẻ này, xẻ nước này. Nó ngược với con Sky 41, là Sky 41 thì mổ xuống, còn cái này thì móc lên nhé các bác nhá. Đó. Thì con đây là con Sky 51 thì nó chỉ có vậy thôi các bác nhá. Đó, con Sky 51 thì chỉ có vậy thôi. Đó. Sky 51 chỉ có vậy thôi. Cổ ren này, cổ ren 60. Thì nó to hơn con Sky 41 thôi. Chứ tưới thì nó tưới tốt hơn, nó tưới xa hơn, nó tưới khoảng được 50 mét ấy. Ở đây thì nó cũng có cái phú mỡ này các bác này. Thỉnh thoảng thì các bác bơm mỡ vào cái phú mỡ này nhá. Và một phú mỡ này nữa này. Hai cái bơm mỡ này bơm vào để cho nó cái nhông này nó hoạt động tốt, khỏi nó bị đơ nhé các bác nhé. Rồi cảm ơn các bác đã xem nhé, chúc các bác nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống nhé. Thì các bác hãy nhớ bấm nút like để đăng ký kênh để ủng hộ kênh Thiết bị tưới Gia Nông, để tuần tháng sau sẽ có chương trình khuyến mãi cho cây bec này nhé các bác nhé. Và hãy nhớ là cây bec Sky 41 thì khuyến mãi vào ngày và 8 giờ đến 18 giờ ngày 25 tháng 5. Thì các bác hãy nhanh tay đăng ký vào khung giờ đấy thì các bác sẽ được hưởng khuyến mãi nhé các bác nhé. Rồi cảm ơn các bác, xin chào và hẹn gặp lại các bác.